Chào mừng bà con nhân dân đến với kênh chăm sóc sức khỏe cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo dược xanh số 1 jindo.vn. Hôm nay, Thảo dược xanh số 1 jindo.vn sẽ chia sẻ với mọi người về tác dụng của cà gai leo trong tăng cường chức năng gan. Cà gai leo, ngoài tác dụng điều trị bệnh viêm gan B thì còn tác dụng nào khác không? Người bình thường không bệnh tật gì có dùng được không? Ở bài viết này, Thảo dược xanh số 1 jindo.vn xin giới thiệu tới bạn đọc. Bạn Nguyễn Thị Hương ở Bắc Ninh hỏi: Chào Thảo dược xanh số 1 Jindo, cho em hỏi một chút nhé. Bố em gần đây đi khám thì thấy men gan cao, thường xuyên bị ngứa toàn thân, ngứa mà người rộp lên từng cục, nhiều người bảo bị dị ứng, mề đay, nhưng có lẽ là do chức năng gan yếu nên xảy ra hiện tượng đấy. Em đọc qua, thấy dùng cà gai leo có tác dụng bảo vệ gan tốt, tăng cường chức năng gan nên em muốn mua cây cà gai leo về sắc cho bố uống. Cho em hỏi, nếu dùng cà gai leo thường xuyên thì hiện tượng ngứa, mề đay có giảm đi được không ạ? Em cảm ơn. Trả lời thắc mắc của bạn Hương, Thảo dược xanh số 1 Jindo xin chào bạn. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Như bạn đã biết, cà gai leo là một cây thuốc rất tốt cho gan. Đã có hàng chục triệu nghiên cứu khoa học cả trong và ngoài nước về cây cà gai leo. Ở nước ta cũng có đến 4 đề tài khoa học lớn về cây thuốc quý này. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng cà gai leo có hoạt chất có tác dụng bảo vệ tế bào gan, ức chế sự phát triển của xơ gan, tác dụng chống viêm, chống oxy hóa. Ngoài ra, qua nghiên cứu, các nhà khoa học còn nhận thấy cà gai leo còn có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư gan. Đây là một nghiên cứu có ý nghĩa rất lớn vì hiện nay nước ta tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh về gan rất cao. Nghiên cứu đã giúp ích cho nhiều bệnh nhân viêm gan được tiếp xúc với các loại dược liệu điều trị bệnh có giá rẻ và hiệu quả cao. Đối với trường hợp bố bạn, như bạn vừa kể, bạn hoàn toàn yên tâm cho bố sử dụng cà gai leo để điều trị bệnh. Chúng tôi cam đoan với bạn, sau một thời gian dùng cà gai leo, các biểu hiện của tình trạng suy giảm chức năng gan của bố bạn sẽ hết. Mua cà gai leo ở đâu là uy tín? Hiện nay, Thảo dược xanh số 1 Jindo là nơi cung cấp cà gai leo khô uy tín nhất thị trường. Nếu các bạn có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0839 363 777 hoặc số điện thoại 082 943 1666 để được chúng tôi tư vấn 24/24 các bạn nhé. Trên đây là những chia sẻ của Thảo dược xanh số 1 jindo.vn về tác dụng tăng cường chức năng gan của cây cà gai leo. Nếu các bạn thấy thông tin chia sẻ của chúng tôi hữu ích, hãy bấm like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin hữu ích khác từ Thảo dược xanh số 1 Jindo các bạn nhé. Liên hệ ngay với Thảo dược xanh số 1 jindo.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.